và mình rất vui khi mình chia sẻ chương trình này. Và các bạn cho mình một tràng pháo tay thật lớn nè. 60 người chúng ta ngồi đây, các bạn là những người rất là đặc biệt. Vì sao ạ? Vì các bạn dành 2 ngày cuối tuần, dành 2 ngày cuối tuần đến đây để tham gia chương trình này. Và chúng ta là những người rất là đặc biệt. Bởi vì các bạn dang thẳng tay ra, dang thẳng tay ra, vỗ vai vào những người bạn của mình và nói là các bạn quá đặc biệt. Các bạn có sẵn sàng hành động không? Sẵn sàng hành động với mức năng lượng 100% à? Và rồi có gì mất đâu mà sợ? Đâu có gì để mất đâu, không có gì để mất. Chúng ta phải sẵn sàng trải nghiệm đó. Ok, dù được hay không được, bạn cũng học khối bài học đó. Nếu bán không được thì phát hiện mình vừa ẹt. Ok bạn, về nhà sửa thêm. Nếu bán được rồi thì cố gắng bán cho người nữa và bán cho người nữa, có đâu mà sợ. Ok bạn, vậy các bạn có sẵn sàng động muốn năng lượng 100 chưa không? Giờ tặng lên, tặng lên. Xin mời người anh, tôi sẵn sàng động 100 chưa? Hãy qua. Khách hàng mua lợi á, bạn đang đi bán cái gì? Bạn đang đi bán cái gì? Mỹ phẩm. Khách hàng không mua mỹ phẩm. Ok bạn, khách hàng không mua mỹ phẩm. Em đang đi bán cái gì? Khách hàng không mua xôi. Ok bạn, em đang bán cái gì? Dịch vụ gì? Khách hàng đã mua kế toán. Các bạn cứ ngồi ra điều nào. Khách hàng không mua mễ, mỹ phẩm, khách hàng chả mua thôi thôi. Họ mua cái gì? Cái đói bụng của họ. Còn các bạn, họ mua cái khói khẩu của họ. Họ muốn trải nghiệm một cái sản phẩm mới. Họ mà không có mua xôi của bạn, xuống này của tôi bán xôi mệt quá. Khách hàng không có mua xôi, khách hàng có mua mễ, mỹ phẩm. Mà khách hàng đang có bụng. Thôi khách hàng muốn vậy, muốn giải quyết cái mụn này. Khách hàng có mua mỹ phẩm mà khách hàng đang thăm, khách hàng đang giải quyết cái thăm này, khách hàng không mua mỹ phẩm. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Lý lẽ quan trọng để chúng ta thuyết phục khách hàng chính là lợi lắm. Người không biết bán, họ cứ lấy sản phẩm ra họ bán. Cứ suốt ngày sản phẩm của tôi tốt, tốt về nhà dùng ấy. Mệt quá, suốt ngày cứ tốt. Suốt ngày cứ xôi chiên với em ngon, giờ ăn chó đi. Ok bạn, tôi đang đói bụng mà ông cứ nói ngon. Ok bạn, khách hàng không mua cái đó. Ok bạn, cái người không biết bán hàng á, là họ, mình hay lấy cái ví dụ các bạn vào cái tiệm xe máy, cái người không biết bán hàng á là vào tiệm xe máy, ô cái xe của tôi zin, động cơ 4 thùng, nhập nguyên con từ Nhật về, nói nghe đã không? Khách hàng tưởng rằng họ hiểu, nhưng mà thật sự họ không hiểu những ngôn từ đó không? Zin là cái quái gì đó vậy? Động cơ 4 thì là sao? Các bạn có hình hiểu không? Ok các bạn, khách hàng họ tới họ đâu phải mua đó, mà đừng nói chuyện kỹ lại với ông thì mới hiểu là cái ông khách hàng này ông có thằng con mới đậu đại học. Ok rồi, con mới đậu đại học và ông đi mua chiếc xe về cho ai? Về cho con, để thằng con nó có xe nó đi học. Các bạn hình dung ra rồi. Vậy khách hàng đi mua xe hay khách hàng đi mua gì? Khách hàng đi mua gì? Đúng rồi, họ mua một cái giải pháp cho đứa con của họ, trong đó họ đang trăn trở cái giải pháp cho đứa con của họ. Các bạn coi đúng không? Họ đang trăn trở cái giải pháp cho đứa con của họ, chứ không phải là họ đi mua cái xe chỉ là cái cớ, chỉ là cái phương tiện. Ok các bạn, tiền này, họ bán cũng này, cái giá tiền nào mua được này, làm sao để con nó chạy an toàn này các bạn đúng không ạ? Cái xe tức là họ bán khoan lọt và ai là người dẫn những cái vui chung quanh đó tốt, những cái lợi ích chung quanh của khách hàng đó tốt, thì người đó khách hàng chọn mua, chứ không phải khách hàng đi mua xe. Có nhiều nơi bán xe không? Xe máy có nhiều nơi bán không? Bán, đây chỗ nào cũng bán xe đó. Ok các bạn. Nhưng mà khách hàng họ sẽ mua những cái lợi ích đó, họ không có mua xe. Các bạn nói là